Giới chiêm tinh học bất ngờ khi xem lá số tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong tháng 6 âm lịch, được thần tài độ mạng. Được thần tài độ mạng, bất ngờ đổi vận giàu sang. Xin kính chào tất cả quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát, và thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn chúng ta gặp được nhiều may mắn và sự hanh thông và phát tài phát lộc. Quý vị thân mến, mỗi người sinh ra thì đều mang trong mình những số mệnh khác nhau, và thậm chí là với mỗi một người thì chúng ta cũng có những biến động khác nhau trong từng giai đoạn của cuộc sống. Nhiều người phải sống trong cảnh túng thiếu nợ nần chồng chất, và nhiều khi chính họ cũng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể trả sạch được nợ. Vì cứ trả hết cái này thì lại có cái khác xuất hiện, tiền bạc lúc nào cũng luôn là vấn đề khiến cho những người này phải đau đầu, khổ ải. Nhưng mà thưa quý vị, những gia chủ tuổi Ngọ hãy yên tâm, bởi vì dù sao đi chăng nữa có khó khăn thì nhưng mà dù sao thì những gia chủ tuổi Ngọ hãy yên tâm, bởi vì đó chỉ là nghèo khổ nhất thời mà thôi. Chứ trong tháng 6 âm lịch này thì thế nào bạn cũng trả sạch nợ nần và không còn phải đau đầu vì tiền giống như trước đó nữa. Nợ mấy cũng trả hết, và đã thế lại còn được trải nghiệm cuộc sống giàu sang phú quý, dư giả về tiền bạc trong tháng 6 âm lịch này. Tiền bạc rủng rỉnh, phúc vận đề nhà. Tuổi Mậu Ngọ trong tháng 6 âm lịch được giới tiên tri tử vi học dự báo rằng nợ nần bao nhiêu cũng trả sạch và đổi vận trở nên giàu sang, nhờ có phúc vận để bất ngờ. Và trước khi bước vào đi tìm hiểu nội dung chi tiết thì quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào quả chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung thú vị hấp dẫn nào mà chúng tôi truyền tải tới tất cả quý vị về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết về tử vi cho những người tuổi Mậu Ngọ 1978. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Người tuổi Mậu Ngọ mệnh thiên thượng hỏa, tính cách hoạt bát, lạc quan, yêu đời, bản chất lương thiện. Họ luôn hết lòng giúp đỡ bạn bè và cũng không ngần ngại giúp đỡ cả những người xa lạ, cũng rất thành công và chính trực, nhờ thế mà họ rất có nhiều bạn bè. Họ vì bạn bè mà lan xả, và đương nhiên khi gặp khó khăn bạn bè cũng vì họ mà sẵn lòng hóa giải nguy nan. Người tuổi Mậu Ngọ có tinh thần trách nhiệm cao, dễ được cấp trên tín nhiệm và trọng dụng. Tuy tính cách có phần nóng vội, đôi lúc cũng mắc sai sót, nhưng sự chân thành và lạc quan của họ khiến cho mọi người hết lòng yêu quý và giúp đỡ. Người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 phải xác định đối diện với nhiều khó khăn trong tháng này. Trên phương diện sự nghiệp thì bạn dễ dàng phải chịu tác động từ bên ngoài, dẫn đến tình trạng thiếu tập trung và kiên nhẫn, đặc biệt là khi giải quyết các công việc yêu cầu sự cẩn thận và tỉ mỉ. Để tránh phạm phải sai lầm nghiêm trọng, bạn cần phải luôn nghiêm khắc với bản thân của mình và tự tìm kiếm động lực để cố gắng mỗi ngày. Mối quan hệ vợ chồng cũng dễ phải chịu thử thách trong thời điểm này. Bạn cần giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, tránh để những lời ra tiếng vào phá hủy tình cảm đôi bên. Cùng với đó, bạn cũng cần phải tin tưởng vào nửa kia nhiều hơn, thường xuyên trò chuyện tâm sự với đối phương để hóa giải hiểu lầm. Xét về thiên can, Mậu Dương Thổ gặp Đinh Âm Hỏa nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các quý vị gia chủ Mậu Ngọ, trong tháng này cần phải cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, cần phải giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý để giải quyết, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết, làm phật lòng, mất lòng mọi người xung quanh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng 6 âm lịch của tuổi Mậu Ngọ cho thấy xem chừng sự nghiệp vẫn chưa có được sự khởi sắc đi lên, có thể bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Bạn nên tập trung vào các công việc nhỏ nhưng chất lượng, không nên tham lam ôm đồm nhiều việc. Nếu có cơ hội hợp tác hiệu quả với mọi người xung quanh, bản mệnh có thể khắc phục được mọi khó khăn và thậm chí đạt được thành quả đáng ngạc nhiên. Trước khi bắt tay vào làm việc gì, bạn cũng cần phải chú ý quan sát tình huống và thái độ của mọi người xung quanh, không nên làm việc quá tự do theo ý thích cá nhân vì điều đó có thể gây ảnh hưởng không tốt tới tập thể. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Mậu Ngọ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc.
tháng này tình hình tài chính của những người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 không có nhiều dấu hiệu khả quan, công việc không thuận lợi kéo theo đó chính là thu nhập giảm sút, những khoản thu từ nghề tay trái cũng không đáng là bao. Không những vậy, trong tháng cũng có rất nhiều chuyện phát sinh khiến cho bản mệnh bắt buộc phải chi tiền. Tuổi Mậu Ngọ nếu không biết cân đo đong đếm tiết kiệm đề phòng khi cấp bách thì tiền vào túi rồi lại đi ra và có kiếm được nhiều hơn cũng dễ dàng cháy túi. Nên biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra, đừng chủ quan mà đến lúc trở tay không kịp. Con giáp này cần phải lập kế hoạch tài chính cho mình, giảm bớt những chi phí không đáng có, cần phải nhìn xa trông rộng, đừng dễ dàng thỏa mãn bản thân mà lùi lại phía sau, kẻo phải hối hận. Cùng vận may tài lộc của mình trong tháng này, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ 3, về mặt sức khỏe. Người tuổi Mậu Ngọ may mắn không gặp phải các bệnh nguy hiểm, tuy nhiên do phải suy nghĩ quá nhiều mà tinh thần mệt mỏi, dễ bị đau đầu, mất tập trung. Tử vi cho rằng tháng 6 âm lịch có thể sẽ có một số việc ngoài ý muốn có thể xảy ra nếu như người tuổi Mậu Ngọ không cẩn thận, đây chính là điềm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc, bạn không nên làm quá sức khiến khả năng tập trung bị giảm sút, dễ bị sai giấy tờ. Và hơn nữa khi xuất hành đi xa cũng cần phải cẩn trọng, nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lái. Để tinh thần ổn hơn thì bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi. Và không những thế, bạn cũng nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh chế độ ăn uống tập luyện. Các quý vị gia chủ Mậu Ngọ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Mậu Ngọ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Theo tử vi năm 2022, tháng 6 năm 2022 âm lịch này, chuyện tình cảm của những người tuổi Mậu Ngọ bình thường không có khởi sắc nhưng cũng không ảm đạm. Bạn vốn là người có cá tính mạnh mẽ và sống đơn thuần. Bạn là kiểu người thích hành động hơn lời nói và thường làm những gì mình cho là đúng. Trong tình yêu, bạn là kiểu người hơi bất cần và liều nên khiến đối phương phải tò mò, tìm hiểu. Bản mệnh đang dồn quá nhiều thời gian và tâm sức cho công việc, dù bạn có muốn quan tâm đến gia đình thì có khi cũng lực bất tòng tâm. Quá mệt mỏi và áp lực khiến cho tuổi Mậu Ngọ dễ mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân của mình. Bạn nên dành thời gian nhiều hơn để tâm sự, chia sẻ tâm tình vợ chồng, để giải quyết các mâu thuẫn, những hiểu lầm đáng tiếc giữa hai người. Là bậc làm cha, làm mẹ, hãy là tấm gương tốt để con cái noi theo, giữ gìn hạnh phúc gia đình. Tổng quan tháng 6 năm 2022 âm lịch, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy, tháng Mùi, lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và hợi thành Mộc Cục, xung Sửu, hình Sửu, hại Tý, phá Tuất và tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi Mậu Ngọ trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 12 tháng 6 năm 2022, tức ngày 10 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tý, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 24 tháng 6 năm 2022, tức ngày 22 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Bính Tý, có nạp âm Giản Hạ Thủy. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Mậu Ngọ trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, ngày âm lịch ngày 7 tháng 6 năm 2022, tức ngày 5 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Kỷ Mùi, có nạp âm Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch ngày 19 tháng 6 năm 2022, tức ngày 17 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Tân Mùi,
có nạp âm, lộ bàng thổ. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của phong thủy gia cát về tử vi của những quý vị gia chủ tuổi 1978 bộ ngọ trong tháng 6 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi bộ ngọ. Qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 6 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên chúng ta nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc cho tất cả quý vị chúng ta luôn gặp nhiều may mắn, bình an trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.